Những tiếng thở mệt nhọc của ông Côi càng như đè nặng lên bầu không khí u buồn trong căn nhà nhỏ này. Cảm giác như thế đã mấy năm qua, nhưng dường như các thành viên trong gia đình nhỏ này vẫn chưa thể chấp nhận được. Căn bệnh ung thư xương ập đến với ông Côi quá bất ngờ, khiến cả nhà rơi vào cảnh lao đao. Trước đây, khi những cơn đau bắt đầu xuất hiện và bắt đầu tăng dần cấp độ, rồi kéo dài, nhưng ông Côi vẫn lặng lẽ chịu đựng. Đến khi đầu gối sưng to, ông Côi gần như không thể đi được. Lúc đó, gia đình mới phát hiện và đưa đi khám tại bệnh viện. Từng cơn đau hành hạ mỗi ngày đã biến người đàn ông khỏe mạnh giờ không thể làm được việc gì. Vậy là một mình bà Hoa tần tảo sớm hôm chăm lo cho chồng, xoay sở để lo cho cuộc sống gia đình. Quê của tôi thì có hàng thôi chứ không có mà giúp đỡ mãi. Chứ gì họ cho ăn hàng ngày thôi, có bữa mới ăn bữa nãy thôi. Thì cũng nên giúp đỡ cho gia đình họ về để cho thằng qua cái hoang nàng đấy, để khi dám mắc đi để cho con cái cơm ăn ảo mực, để cho để khi dám mắc ra đi cuối cùng là thôi. Trong cái hoàn cảnh họ quá ốm đau quá nặng, cho nên họ cũng nhờ là tất cả bà con và hội từ thiện đồ để quan tâm giúp đỡ cho vợ chồng chú Côi. Thế vợ chồng chú Côi là vì cái bệnh là ung thư xương, giờ không đủ điều kiện mà chữa trị, cho nên vấp vô cái hoàn cảnh là quá khó khăn. Lấy nhau ngọt nghét gần 35 năm, bà Hoa cùng chồng làm đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống gia đình. Từ đi bán ve chai, làm thuê, làm mướn, phụ thờ hồ. Dù thu nhập không ổn định, nhưng họ cũng nỗ lực dành dùng được ít tiền lo cho cuộc sống khi về già. Tính tình siêng năng, nhưng cái nghèo khó vẫn chưa thể đẩy lùi. Rồi thêm số phận nghiệt ngã đến khi cả gia đình nhỏ đang cần trụ cột kinh tế đứng vững. Cả mấy thành viên lại như những con thoi xoay chuyển theo vòng xoay cuộc sống. Tổ dân phố riêng trường á, thì là đúng gia đình ông Hồ Côi là khó khăn. Và bây giờ là bệnh viện người ta đã kết luận là cái mang cái bệnh hiểm nghèo là bệnh ca, ung thư. Bà con ở đây cũng giúp đỡ rất nhiều. Còn riêng tổ dân phố thì cũng quyên góp tất cả các cái hội đoàn thể, rồi cũng là làm bầu được cái bình bầu được cái hộ nghèo để là có cái bảo hiểm đỡ đi cái phần nào viện phí. Cái nghèo khó và bệnh tật như đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của bà Hoa. Và cũng chỉ vì nghèo khó, căn bệnh của ông Côi ngày càng trầm trọng hơn khi từ ung thư xương chuyển sang di căn, đau tủy xương và đau xương do tiêu xương, kèm theo nhiễm trùng huyết. Nhà không có thu nhập, lại cầm thêm tiền thuốc men cho chồng quá lớn, khiến bà Hoa gần như kiệt quệ. Gia cảnh hai bên nội ngoại đều nghèo, mọi tài sản có giá trị đều đã lần lượt ra đi sau một lần ông Côi nhập viện. Rồi bà Hoa đành đưa chồng về lại căn nhà nhỏ được dựng tạm này, cố gắng lo cho chồng được ngày nào hay ngày ấy. À, không biết rằng bệnh tình hiện tại của chú thì như thế nào? Bác sĩ nói để tia xạ chừng nào lành thôi, mà không lành chích tiếp. Nói chưa xảy quá là mình phổi nữa, bù tự nữa, bả một mình không nhớ không biết ngày nào tuôn bình khớp lâu nữa đấy. Khi đây là gái cục sụn, bệnh chưa xảy qua là bình khớp chẳng 6-7 năm. Thế ai kêu hồ kêu đi làm gì thì đi làm đó, chứ ông đau vậy sao đi không, như phải là ở gia thì ông đã có thì làm nhiều cũng làm năm mà chục. Không thì đi mua cho trái lượng cho trái vậy, mà đi bộ cũng được, đi xe luôn.
Con gái của dì thì có thường xuyên tâm sự với dì về bệnh tình của ba mẹ không? Ở Tây Nguyên này, nó cũng khổ. Nó ba đứa gái nhỏ đi học mầm non. Đứa lớp 1, đứa lớp 5 đến mấy lớp 2 bị lên cho trẻ. Bản thân dì thì cũng đã bị bệnh rồi. Và chú hiện tại cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư xương. Con cái thì ở xa không thể giúp đỡ được gì. Vậy có bao giờ gì cảm thấy cái số phận con mình nó quá bất hạnh không? Mình suy nghĩ mạnh. Nói là ít con muốn mà cho mình nhờ ai hết. Số thì làm khổ. Hồi kia ông nói ra tôi nói thôi để tôi chết được tôi thương được. Có ông sống đi. Thấy tôi khổ quá. Sao tuổi chúng ta không có trường mình cũng mãi ở đây. Cứ nghĩ như thế. Gương mặt hiền rõ vẻ mệt mỏi. Mái tóc đã bạc quá nửa mái đầu. Bà Hoa giờ đây dường như đã buông xuôi theo số phận. Người con gái duy nhất của ông bà cũng lấy chồng ở tận Tây Nguyên, lại phải chăm sóc ba đứa con nhỏ nên cũng không khẩm khả gì. Đành bất lực nhìn cha đang chống chọi với những cơn đau hành hạ. Thì chương trình quay trở lại đây và mang đến cho gia đình một điều bất ngờ, đó là món quà từ những tấm lòng thiện nguyện, những nhà hảo tâm và các doanh nghiệp vẫn luôn đồng hành với chương trình. Đầu tiên đó là món quà đến từ chương trình Nội Nhịp Nghĩa Tình. Xin mời thầy Thích Phục Nhân đại diện cho Hội Nội Nhịp Nghĩa Tình sẽ trao món quà này đến cho gia đình ạ. Tin anh đang bị bệnh đấy, thay mặt cho những người có mặt, những người vắng mặt của đài phát thanh truyền hình TRT Thừa Thiên Huế nhé. Chương trình Nội Nhịp Nghĩa Tình trao đến quý vị là gần 24 triệu đồng nhé. Được thì lo chữa bệnh cho anh. Và trong số tiền là 24 triệu đồng này thì có sự ủng hộ của các doanh nghiệp vẫn luôn thường xuyên đồng hành với chương trình. Tuy nhiên ngày hôm nay thì họ không thể trực tiếp đến đây để trao món quà, thì chương trình cũng xin trao tượng trưng những món quà này. Trong tổng số tiền 24 triệu đồng này có sự ủng hộ của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Thừa Thiên Huế, sự ủng hộ của Mỹ Viện Nam Phương, Quỹ Từ Thiện Tổng Thuận, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Công ty Du lịch Huế Vacation, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phở Quân và Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế. Và bên cạnh đó thì còn có gạo của một mạnh thường quân gửi đến cho gia đình và mì tôm của một cá nhân hảo tâm cũng gửi đến cho gia đình. Không biết rằng ngay lúc này đây khi mà nhận được những món quà tình nghĩa đến từ mọi người thì cảm xúc của dì như thế nào ạ? Cảm ơn người bác, người cô, người chú. Cảm ơn người tình giúp đỡ cho tôi khổ. Và khi mà nhận được món quà này thì không biết rằng cái số tiền sẽ được sử dụng như thế nào ạ? Thì cũng lo cho ông mà. Được lo cho ông. Lo cho ông tôi sáng cỏ. Có dữ thì năm vụ đi 4 năm. Mấy bạn cũng đòi cận tháng. Và chương trình cũng hy vọng rằng sau khi hoàn cảnh của gia đình chủ cô được phát sóng thì sẽ có thêm nhiều hơn nữa sự ủng hộ của quý khán giả dành cho gia đình của họ. Và chương trình cũng hy vọng rằng đây sẽ là bước đầu, là cái sự động viên giúp đỡ để gia đình có thể vượt qua những cái khó khăn hiện tại. Chương trình này chúng tôi sẽ phát lại trên trang web trt.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và quý vị nếu gửi đơn thư đến chương trình thì xin vui lòng ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi có thể dễ dàng được tiếp cận. Chia tay hai tấm thân già bất hạnh trong gia đình bà Hoa, những người thực hiện chương trình chúng tôi vẫn cứ dai dứt mãi về ánh mắt bất lực của người phụ nữ nghèo, những tiếng thở dài của người đàn ông mang trọng bệnh. Ngõ cụt của con đường phía trước vẫn chưa được mở.